Chào tất cả quý khán giả đã đến với chương trình Shark Time Phi Phủ Thương Đáng. Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến hai shark. Shark đầu tiên chính là Shark Hung. Xin một phổ tay. Và shark thứ hai đó chính là tôi kêu MC. Chính là tôi. Là tôi. Tôi MC. Dạ, rồi xin chàng vỗ tay cái nào. Dạ nha. Và bây giờ quên, chúng tôi vẫn chưa giới thiệu một sắc nữa. Đó, đó chính là Sắc Mai. Vỗ tay. Dạ không nói gì nữa, chúng ta sẽ vào ngay stop đầu tiên thôi nha. Mời các sắc về chỗ cũ. Xin diễn kiến các sắc. Rồi diễn kiến. Rồi lỗ mắt. Dạ xin chào các sắc ạ. Hôm nay tụi em sẽ giới thiệu cho các sắc một cái đo nhiệt độ. Đây, đó chính là máy đo nhiệt độ công ty bên em. Công ty em có tên là công ty bảo hộ y tế Tế Liêm Hằng. Công ty của em là xin sản xuất tất cả các dụng cụ bảo hộ y tế, giúp cho phục vụ cho cái mùa dịch COVID-19 này. Hiện tại công ty bên em đang yêu cầu mà thôi, trước khi là cái số của mình thì xin mời tất cả quý vị các sắc hãy xem cái máy đây đi ạ. Đây, đây là cái máy rất xịn đúng không quý vị các sắc? Cái này phải dùng pin nhiều các sắc, chưa cái bàn này chưa lắp pin cho nên tụi em chưa có thể nào mà làm được. Mà thôi xin thông cảm nha, đây là chỗ lắp pin đó, đây là chỗ lắp pin nha các sắc. Đó, lắp pin nha. Đây là chỗ bấm nha. Mà sắc này sẽ xuống. À, ok. Này mình đang đổ nhà bộ nha các bạn. Đúng, đang đổ nhà bộ nha các sắc. Rồi, nhiệt độ là 15 độ. Oh no. Nhà bộ gì đi chứ gì vậy đó. Tôi thấy cái sản phẩm này nó hơi là tốt này. Bây giờ thì cậu định chi vốn như thế nào? Thì tụi em muốn yêu cầu là xin cái sắc sắc gia hân là yêu cầu cái sắc gia hân đầu tư 7.5 tỷ và 45% cổ phần của công ty của em à. What the? Ngồi dậy rồi dài đang quay mà. Như số phone đó thì cậu sẽ đầu tư số phone đó thì cậu định đầu tư 45% cổ phần cho công ty đúng không? Tụi em không phải là muốn xin sắc hơn mà là tụi em muốn xin sắc liền á. Chứ sắc hơn làm gì có kinh phí mà cho tụi em. Chỉ vậy thôi à. Tụi em chỉ muốn sắc liền thôi à. Vậy tại sao hồi nãy cậu nói là muốn đầu tư sắc hơn? Sắc hơn không có tiền đâu, đừng có yêu cầu sắc này. Ông thế là gì tụi em phải làm gì về sắc? Mà cậu đi về. Đã buồn buồn quá. Thôi được rồi. Xin mời stop tiếp theo lên đây đi à. Thị Nhung đúng rồi, Thị Nhung. Xin mời cậu giới thiệu về tên mình cho chúng tôi biết được không ạ? Dạ tụi em là tụi em đến từ công ty dịch vụ sản xuất máy tính công ty không phối máy tính. Hôm nay chúng em sẽ giới thiệu một sản phẩm, đó chính là Casio FX 580 VNX.
Đây, đây chính là chiếc máy tính hiện đến ngay hiện đại luôn. Biết tại sao? Bởi vì chiếc máy này có đầy đủ tức đến 581 tính năng. Nó có thể tính cộng trừ nhân chia kia cái trừ nhân kia, kiểm tra đúng sai với tất cả mọi chức năng khác đều có trong máy này. Này, tất cả đều là trong tương lai của chiếc máy tính này ạ. Anh tính thử cho mọi người coi nha. Rồi. Mình sẽ đấu với anh. Mình sẽ đấu sắc sắc ly một câu nha. Cứ hỏi. 8, 85 nhân cho 9, 17 nhân cho 7, 79 làm lại nha mọi người, nãy mình chưa có mở máy tính. Trời ơi, vậy cũng nói nữa. Đây, 85 nhân 79 bằng 75 nhân 79 thì gì? 85 nhân 79. 85 nhân 79 bằng 85 nhân 79. Đây cho các bạn coi nha. Không cho mím coi mà. Bằng đây nha các bạn. 170. Đây là kết quả. 170. Sao bác? Thì kết quả 6, 7, 1, 5. Thôi bây giờ không lòng vòng nhiều nữa. Bây giờ muốn kêu phố. Bây giờ còn muốn kêu phố bao nhiêu? Thì tụi em muốn xin muốn xin sắp im là 10 tỷ rưỡi cho 50% cổ phần à. 10 tỷ rưỡi, không thể nào. Nào, gia sản của tôi tới tận 50.000 tỷ. Vì sao Ngân Ngân? Thì cậu kêu vốn tôi 10 tỷ à. Mà thôi cũng kệ. Để lát nữa tôi chuyển khoản nha. Và bây giờ thì get out. Xung quanh tên này nha. Rất là người chơi. Bây giờ xin mời startup cuối cùng lên đây Ngân đi à. Dạ, tụi em bên quảng cáo anh. Ủa? Quảng cáo sao vô đây? Dạ thì Ngân bởi vì start tiếp theo chính là tụi em. Là tụi em xin tài trợ cho các bạn. Em full lòng tin tài trợ. Đây, chiếc máy này, cái quý vị có thấy cái hồi nãy à? Cái hồi nãy ấy thì cái startup mà đầu tiên mà của Sắc ấy đã mua cho đâu Sắc biết không? Mua đâu sao tôi biết được. Thật ra ấy, cái startup đầu tiên được ra cái gì cái đó mua cho Shopee à. Cái gì? Nãy giờ
tình đó mình cũng có lỗi, bởi vì nó xa xỉ thật rồi, nhưng mà nó không đúng thật vì dạng con em, cho nên biết là nghe thế rồi giúp gia đình mình nha, thật là khó khăn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, sao hả? Được sao một phiên chủ rất lớn vậy? Thôi có tiền đó sẽ không còn là cổ phiếu nữa, có tiền đó thì đó tôi sẽ trả cho nhân cậu cái số tiền lúc nãy là 7 triệu rưỡi gia đình nha. Cảm ơn rất nhiều. Còn cái tên của cháu kia, gọi tên của cháu rồi đó. Giờ đi sao? Số 4 luôn đây. Sao? Rồi bây giờ kiếm chưa? Có vốn gì hết? Vậy nên, cậu bị chủ xúc nó khó chương trình. Chị tội kỳ thị người nghèo. Nụ cười đã mất, đằng sau nước mắt. Người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhận lấy ưu phiền, chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm, chăm lo em anh cũng không trọn vẹn. Chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng anh đã sai. Phó đó là bộ chương trình của em này. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình cho kênh Xuyên Vlog không sản xuất và chương trình cho Xuyên Vlog sản xuất có sự tài trợ và nhà tài trợ Lazada. Lazada mua gì cũng có, miễn phí giao hàng không đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thích hãy nhấn like, share và subscribe để sắp tới mình sẽ đạt được mức 3 phần 100 sub nha. Follow now, let's go.